Chào tất cả các em nhé. Sau đây, theo yêu cầu một bạn gửi bài lên thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài toán hình ôn thi giữa học kỳ 1 môn toán lớp 8 các bạn nhé. Các bạn cùng tham khảo cái bài này. Nội dung bài như sau. Cho tam giác ABC nhọn, có AB thì nhỏ hơn AC. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tuyệt đối của tia MH lấy điểm K sao cho HM thì bằng MK. Ý thứ nhất, A. Chứng minh rằng tứ giác BHCK là hình bình hành. B. Chứng minh rằng BK vuông góc với AB và CK vuông góc với AC. C. Gọi Y là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh rằng tứ giác BIKC là hình thang cân. D. BK cắt HI tại G. Tam giác giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác GHCK là hình thang cân? Ở đây thì thầy sẽ vẽ sẵn cho chúng ta một cái hình nhé. Chúng ta quan sát đây. Đây, tam giác ABC nhọn. ABC nhọn. Tam giác ABC nhọn tức là có 3 góc đều là góc nhọn, nhỏ hơn 90 độ. Và cạnh AB đây, nhỏ hơn cạnh AC đây. Ngoài ra ta có các đường cao BE và đường cao CF cắt nhau tại H đây. M là trung điểm của BC đấy nhá, được chưa? Rồi, trên tia đối của tia MH đây. Một tia MH hướng lên này, tia đối hướng xuống đây. Lấy điểm K sao cho MH thì bằng MK, được chưa? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn từng ý một nhá. Đầu tiên là chứng minh BHCK là hình bình hành. Đây. BHCK là hình bình hành. Khá là dễ các bạn ạ. Thầy nói trước, sau đó chúng ta trình bày nhé. Xét tứ giác BHCK thì ta thấy ngay M là trung điểm của BC theo giả thiết này. Mặt khác, do K là đối xứng với H qua M. Ở đây người ta không phải, mà người ta cho là K nằm trên tuyệt đối của tia MH và MH thì bằng MK. Như vậy thì ta có cái tứ giác BHCK này có hai đường chéo là BC và HK cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Và theo cái dấu hiệu nhận biết thì chúng ta sẽ suy ra ngay BHCK là hình bình hành các bạn nhé. Đấy, bây giờ chúng ta trình bày nhanh này. Ý thứ nhất, đây các bạn quan sát này. Xét tứ giác, thầy viết tắt này, tứ giác BHCK. BHCK mấy câu đầu nó khá dễ thôi. Có hai chấm. Thứ nhất là MB bằng MC, cái này là theo giả thiết. Đấy. Ngoài ra ta có MH cũng bằng MK, cũng là theo giả thiết. Và từ đây thì chúng ta sẽ suy ra hai đường chéo. Đó là đường chéo BC và HK cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Cắt nhau tại trung điểm. Cụ thể đây là trung điểm M nhé. Của mỗi đường. Của mỗi đường. Thì từ đây các bạn sẽ suy ra luôn. Tứ giác. Thầy viết tắt đấy. BHCK là hình bình hành. Thì các bạn nhớ đây là dấu hiệu thôi. Một tứ giác mà có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó sẽ trở thành hình bình hành. Thế là chúng ta kết thúc ý A nhé. Các bạn à, quan sát ý B đọc tiếp này. Chứng minh BK vuông góc với AB, CK thì vuông góc với AC. Đây, đây các bạn quan sát nhé. BK thì vuông góc với AB, CK thì vuông góc với AC. Hãy thầy nói trước nhé. Như chúng ta đã biết là CF thì vuông góc với AB, mà CH thì song song với BK. Đấy, CH thì song song với BK do BHCK là hình bình hành. Hay nói cách khác là BK này song song với CF, mà CF lại vuông góc với AB rồi thì suy ra BK cũng phải vuông góc với AB. Tương tự như vậy, BH thì song song với CK,
do BH CK hình thành. Ta có thể suy ra luôn CK song song với BE, suy ra song song với BE, mà BE vuông góc với AC, vậy thì CK cũng phải vuông góc với AC. Thế nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ trình bày câu B như sau. Này. Câu B này. Các bạn vừa nhìn hình vừa xem thầy trình bày nhá. Đầu tiên là ta có BK thì song song với HC. Được chưa? BK này song song HC. Cái này là do BHCK là hình bình hành. Hình bình hành thì viết tắt nhá. Hình bình hành này. Thì hình bình hành này là do chứng minh trên rồi, ở câu A rồi. Thì chúng ta có thể dễ dàng suy ra được ngay BK cũng có thể nói là song song với FC đi. Được chưa? Đây này. BK song song với HC thì sẽ song song với FC. Mà FC này vuông góc với AB theo giả thiết. Được chưa? Vì nó là đường cao trong tam giác ABC mà FC là đường cao. Vậy thì BK song song với FC mà FC lại vuông góc AB, thì theo một cái tính chất lớp 7 thì chúng ta sẽ suy ra được ngay là BK phải vuông góc với AB ngay. Suy ra BK phải vuông góc với AB. Đây là ý thứ nhất. Bây giờ ý thứ hai là ta phải chứng minh CK vuông góc AC nhé. Tương tự như vậy thôi. Đấy, ta có CK thì song song với HB. Cái này là do BHCK là hình bình hành. Là hình bình hành thì viết tắt này. Đấy, hình bình hành. BHCK hình bình hành là theo câu A nhé. Thì B thì CK sẽ phải song song với HB. Thì từ đây chúng ta cũng có thể suy ra được ngay CK phụ song song với HB, tức là CK sẽ phải song song với EB. Được chưa? Mà EB lại vuông góc AC. Đây các bạn thấy này. BE vuông góc AC, tức là EB vuông góc AC. Vậy từ hai điều này thì chúng ta cái này theo giả thiết nhé, thầy không ghi nữa. Suy ra ngay CK phải vuông góc với AC. Đấy, ta đã ghi điều phải chứng minh. Ở trên này sẽ ghi điều phải chứng minh nhé. Đấy, đấy là xong cái ý B. Bây giờ các bạn tiếp tục sang ý C, quan sát đề bài này. Gọi Y là điểm đối xứng với H qua BC, chứng minh rằng BIKC là hình thang cân. Đây, các bạn quan sát đây nhé. Y là điểm đối xứng của H qua cái đoạn BC này. Thì các bạn hiểu là khi Y đối xứng với H qua BC, tức là BC phải là đường trung trực của đoạn thẳng HI. Tức là ở đây ta sẽ có BC thì đi qua trung điểm của HI và vuông góc với HI. Đây, cho nên thầy đánh vuông góc đây này, vuông góc nhỏ nhỏ đây nhá. Đấy. Và mặt khác, nếu ta gọi cái điểm này là điểm, chẳng hạn như cái điểm này điểm N đi nhá. Điểm N đi. Đấy, để viết nhỏ nhỏ ở đây nhá. Điểm N, tức là điểm N là giao điểm của BC với cả HI, thì ta có ngay NH thì bằng NI. Mặt khác, BC vuông góc với HI nữa. Đấy, bạn lưu ý như thế. Bây giờ người ta yêu cầu các bạn chứng minh BCKI. Đấy, là hình đây, BIKC. BIKC là hình thang cân. Thế thì để chứng minh là hình thang cân thì trước tiên chúng ta phải chỉ ra là hình thang. Thì các bạn thấy như thế này. Ở đây xét tam giác HIK thì ta có M là trung điểm của HK rồi này, giả thiết này. Và vì N là giao điểm của BC với HI mà BC là trung trực của HI, thầy nói ở trên rồi là do Y đối xứng với H qua BC, thì ta cũng có ngay NH thì bằng NI. Vậy thì MN này là đường trung bình trong tam giác HIK, tức là MN song song IK. MN song song IK có nghĩa là BC song song IK, thì suy ra BCKI là hình bình hành. À, thầy xin lỗi, là hình thang, vì có BC song song IK. Sau đó để chứng minh hình thang cân thì chúng ta có thể chứng minh hai cạnh bằng nhau cũng được, hai góc bằng nhau cũng được, tùy các bạn. Ví dụ như hai góc ở đáy bằng nhau thì chứng minh góc này này,
Góc này này là góc C này bằng cái góc B này. Chứng minh như thế nào? Thì chúng ta thấy ngay nhé. Cái góc C này thì bằng cái góc B ở này là soi lên trong, bởi vì cái anh CK này song song với anh BH. Đấy, BH song song với CK, vậy thì góc C này bằng cái góc B này là soi lên trong. Mặt khác, vì BC là đường dung trực của HI, vậy thì cái góc B này bằng góc B này. Vậy thì suy ra góc B này bằng góc C này thì suy ra cái hình này là hình thang cân. Đấy. Bây giờ thầy sẽ nói cái câu C như sau. Ta sẽ chứng minh BIC KC là hình thang cân nhé. Đầu tiên chúng ta khai thác giả thiết. Đây câu C này, vì Y là điểm đối xứng. Điểm đối xứng với H qua BC. Thì chúng ta sẽ suy ra được ngay BC là đường trung trực. Đường trung trực của HI. Có nghĩa là chúng ta sẽ suy ra được hai điều. Thứ nhất là ở đây các bạn gọi đây là N nhé. Thì nhìn trên hình thôi. NH bằng NI, do I, N là trung điểm này. Và BC phải vuông góc với HI nữa. Được chưa? BC chỉ vuông góc HI. Còn NH thì bằng NI. Đấy, chúng ta khai thác cái giả thiết chỗ đó. Bây giờ thì chúng ta có thể chứng minh BIKC là hình thang như sau. Xét tam giác HIK có, thứ nhất là MH thì bằng MK theo giả thiết. MH bằng MK theo giả thiết. Thứ hai là NH bằng NI. NH bằng NI. Cái này là chứng minh trên. Đấy, đây chứng minh trên đây này, NH bằng NI đây. Thì từ đây các bạn sẽ suy ra ngay MN là đường trung bình. Là đường trung bình thì viết tắt nhé, của tam giác nào? Của tam giác HIK. Được chưa? Thì khi MN là đường trung bình rồi thì chúng ta suy ra được MN. Đây thầy viết chữ trung bình là viết tắt nhé. MN sẽ phải song song với IK. MN song song với IK thì tức là BC song song với IK đúng không? Ta suy ra ngay. BC song song với IK. Vậy thì suy ra cái tứ giác BIKC là hình thang. Tứ giác thì viết tắt này. BIKC là hình thang. Hình thang là vì có hai cạnh song song mà đúng không? Đấy, thì viết tắt thế. Bây giờ để chứng minh hình thang cân ta làm như sau. Ta có, bây giờ ta chứng minh hai góc ở đáy này bằng nhau, có nghĩa là góc BCK. BCK thì là bằng CBI nhá. Đấy, bây giờ chứng minh như sau này. Vì BH CK là hình bình hành, thì viết tắt chữ hình bình hành. Chứng minh trên rồi. Thì các bạn sẽ suy ra được ngay là CK song song với BH. CK song song BH hay song song với HB cũng được. Thì từ đây các bạn sẽ suy ra được hai góc bằng nhau, đó là góc nào? Góc BK, BCK. BCK bằng luôn góc gì? CBH. CBH. Cái này là so le xong. Các bạn có thể viết là xoay ra trong. BCK đây này. BCK thì bằng CBH. Mà ta có ngay CBH thì bằng CBI. CBH bằng CBI. Hai câu này bằng nhau có thể giải thích nhanh là do BC là trung trực của HI. Do BC là trung trực, là đường trung trực của HI. Đấy, làm tắt thôi. Giải thích là đường trung trực cho nên hai góc này bằng nhau. Có thể giải thích kỹ hơn tại sao hai góc này bằng nhau các bạn nhé.
Bạn chỉ thấy là anh này là đường trung trực, có nghĩa là B là cách đều H và gì? H và Y, mà BN này vuông góc với HI, vậy thì BN cũng là phân giác từ góc này và góc này. Đấy. Thì từ đây các bạn sẽ suy ra được ngay, đó là CBEK, BCK bằng CBI. Đấy, anh này bằng anh này bằng anh này, vậy suy ra hai này bằng nhau. Hai này bằng nhau rồi thì các bạn sẽ thấy ngay, đây, hai con này bằng nhau rồi. Kết hợp với ta vừa chứng minh BIKC là hình thang rồi thì bây giờ nó trở thành hình thang cân nhá. Vậy đây là một này, hình thang là một này. Đây này, BICK, KC là hình thang. Kết hợp với hai góc ở đáy bằng nhau này nữa, đây là hai đi. Thì từ 1 và 2 các bạn sẽ suy ra được ngay BIKC là hình thang cân. Hình thang cân. Điều phải chứng minh nhé. Đấy, thế là xong cái ý C. Bây giờ các bạn đọc nốt cái ý cuối cùng. Đó là ý D đây. Các bạn đọc đề bài nhá. BK cắt HI tại G. Tam giác ABC phải thỏa mãn thêm điều kiện gì để GHCK là hình thang cân? Đây. Điểm này này. Điểm này là G này. Đấy, BK cắt HI tại G, đây điểm này là G nhá. Điểm này này. Bây giờ chúng ta phải chỉ ra điều kiện thêm cái điều kiện tam giác ABC để cho cái hình HGKC là hình thang cân. Thì chúng ta thấy ngay nhá. Bản thân cái anh HC này thì song song với BK này do cái BHCK là hình thang hình bình hành, chúng ta chứng minh ở trên rồi thì BK song song với HC. BK song song với HC tức là M gì? À, G gì? GK song song với HC. Vậy thì HGKC đã là hình thang rồi. Bây giờ cần thêm điều kiện nó là hình thang cân thì như sau. Ta phải chứng minh cái góc này này. Bằng góc này. Bằng cả góc này. Đấy, có nghĩa là góc GHC thì bằng góc K CH. Đấy thì nó sẽ trở thành hình thang cân. Hay hình thang có hai góc kề đáy thì bằng nhau mà, đúng không? Thì hình thang cân. Thì để chứng minh hai góc này bằng nhau, thêm điều kiện để hai góc này bằng nhau thì ta thêm điều kiện nào? Thì chúng ta thấy nhá. Xét tam giác HNC là tam giác vuông tại N. Thì ta có ngay cái góc góc này, đó là góc NHC cộng với góc NCH, tức là góc này này. Thì gọi cái góc này là góc góc NCH, là góc này là cái góc bé bé này, thấy chưa, là bằng 90 độ. Đấy, tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông mà. Ngoài ra ta lại có bản thân cái góc này này cộng cái góc bé này cũng bằng 90 độ, là do cái này ta chứng minh trên nó xong vuông góc này này, tức là ta chứng minh KC vuông góc với AC rồi, CK vuông góc với AC rồi, tức là cái góc này vuông, thì tức là cái góc này cộng cái góc này là bằng 90. Thế mà ta lại có góc này cộng góc này bằng 90. Mà theo điều kiện để cho HGKC là hình thang cân thì góc này phải bằng góc này. Vậy từ đó các bạn suy ra góc C này bằng góc C này. Như vậy thì CF sẽ trở thành phân giác. Mà CF là phân giác mà bản thân nó lại là đường cao rồi. Thì tam giác ABC phải cân tại C. Đúng chưa các bạn? Đấy. Cho nên là chúng ta có thể trình bày như sau. Ta có thể trình bày cái ý ý D, đó là bổ sung thêm điều kiện của tam giác ABC để cho cái tứ giác HGKC là hình thang cân. Đầu tiên ta chỉ ra HGKC là hình thang đã nhé các bạn nhé. Đây. Câu D này. Ta viết như sau. Vì BK thì song song với HC. Đây. BK song song với HC. Do BH CK là hình bình hành. Hình bình hành. Thấy viết tắt này. Chứng minh trên. Đấy, cho hai cạnh này song song. Thì từ đây các bạn cũng suy ra luôn GK cũng phải song song HC. Hiển nhiên rồi. Mà GK song song HC thì suy ra tứ giác HGKC. HGKC là hình thang.
Nó là hình thang rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ để nó là hình thang cân thì phải làm sao? Để nó là hình thang cân thì phải làm sao? Đây. Để HG KC là hình thang cân. Hình thang cân. Thì suy ra phải có góc nào? Góc GHC GHC phải bằng góc KCH. KCH đúng không? Rồi, hai góc ở đấy bằng nhau. Hay nói cái khác, ta thay góc GHC này bằng góc N đây nhé, đây là điểm N nhé, NHC. NHC cũng thế, NHC thì bằng KCH. KCH đấy, ta phải có điều kiện này. Phải thêm điều kiện này. NHC bằng góc KCH. Chúng ta lại xét như sau. Xét tam giác HNC. HNC vuông tại N. Vuông tại N đi nha các bạn nhé. Vuông tại N thì suy ra góc NHC. NHC cộng với NHC cộng với NCH. NCH phải bằng 90 độ để tổng hai góc nhọn chúng ta vuông. Mà các bạn thấy nhá, cái góc góc này này. Góc KCH. KCH cộng với góc KCH cộng với góc HCA. HCA đúng bằng 90 độ. Cái này là do KC hay là CK đấy, vuông góc với AC. À, chứng minh trên rồi. Chứng minh trên. Đấy. Các bạn thấy không? Cái chỗ này vuông này. Vậy thì cái góc KCH là góc này cộng với góc HCA này là góc này phải bằng 90 đúng không? Đấy. Thế thì các bạn thấy nhá, đây là 1 này. Đây là 2 này, rồi đây là 3. Từ 1, 2 và 3, 1, 2 và 3. Ta phải suy ra cái điều gì? Bạn thấy nhá. Hai anh này cộng vào nhau thì bằng 90. Hai anh này cộng vào nhau bằng 90. Mà bản thân chúng ta cần điều kiện đó là cái anh này NHC này đúng bằng KCH đây, KCH là bằng anh này. Đấy. Ta có nhân nói lại này, anh góc này cộng góc này bằng 90. Góc này cộng góc này bằng 90. Cùng bằng hai góc này phải bằng nhau nhá. Là 1 2 3 suy ra góc NCH phải bằng góc HCA. Đấy, đây các bạn nhìn này. NCH bằng HCA. Có nghĩa là HC sẽ là đường phân giác nhá. Đấy, suy ra HC là đường phân giác. Đường phân giác của góc C, tức của góc ACCB đi, của góc ACB là cái góc góc C lớn này này, là đường phân giác. Mà chúng ta lại thấy mà CH HC cũng thế, mà là gì đấy, CF cũng thế nhá, CF với cả CH là một đúng không? Đấy. Thì ta có thể viết CH hay HC cũng được, mà HC lại là đường cao rồi, đường cao của tam giác ABC. Thì cái này theo giả thiết. Vậy thì cái HC này vừa là đường phân giác, lại là vừa là đường cao của tam giác ABC. Đấy. Vậy HC vừa là đường cao. Vừa là đường cao. Vừa là đường phân giác, vừa là đường phân giác. Phân giác của tam giác ABC. Được chưa? Vậy thì các bạn sẽ suy ra được ngay tam giác ABC phải cân tại C. Đấy, như vậy là chúng ta cần phải bổ sung cho tam giác ABC
thêm điều kiện đó là cân tại xe. Được chưa? Các bạn có thể tự trả lời vậy. Chấm chấm chấm. Các bạn trả lời là tam giác ABC cần thêm điều kiện là cân tại xe nữa thì ta mới có được cái hình thang HG KC là hình thang cân được nhá. Đấy. Thì các bạn tham khảo, thầy đã chữa xong các bạn rồi, cho các bạn tham khảo nhá. Chúc các bạn học tập tốt, chào tạm biệt các bạn.